hôm qua là một trận đấu, nếu mà xét về mặt kết quả thì không để thủng lưới bàn nào là thành công với một thủ môn. Nhưng mà ở trong một trận đấu em để khá, có khá nhiều lỗi chuyên môn của em nên chưa được tốt lắm, cần phải khắc phục được. Em hình như là trước các trận đấu lớn em đều có sự chuẩn bị tâm lý trước cho mình để sẵn sàng trước các trận đấu, rồi tìm hiểu về đối thủ, xem họ lối chơi nhỏ hay là bóng bổng của mình để mình có sự chuẩn bị tốt hơn. Ngày hôm qua là ngày đặc biệt của cuộc đời của em. Thì HK em đã khóc. Cảm xúc lúc đấy không gì diễn tả được, em chỉ cảm thấy may mắn khi mình có mặt tại đây để tham gia giải đấu này. Cả toàn đội thi đấu là ở trong sân với tinh thần là có 13 người trong sân. Đầu tiên là 11 người đá chính, khán giả trên sân, tất cả những hâm mộ và Dũng đó. Em đã khoác áo Dũng ở bên trong mình để tất cả trận đấu này, nếu mà em được chơi thì Dũng đều được thi đấu cùng toàn đội.